Chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm, đó là cái thuốc cái sản phẩm cái thuốc Spaticone. Thì các bạn hãy dành một chút thời gian nhé. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái công dụng của cái thuốc Spaticone này nha. Cái Spaticone ấy nó là thuốc gì? Cái thuốc Spaticone nó là một cái thuốc có cái thành phần phối hợp được dùng trong điều trị các cái bệnh lý ở não, và nó liên quan tới cái sự thiếu cung cấp oxy cho não. Thuốc thì nó giúp cải thiện cái trí nhớ ở một số các cái đối tượng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái thành phần, cái công dụng cái thuốc này qua một số các cái nội dung sau. Thì thứ nhất đó là về cái công dụng của cái thuốc Spaticone này. Thì cái thuốc Spaticone đó, nó có cái thành phần chính đó là cái piracetam 400 mg đó, và cái cinnarizine 25 mg. Nó được bào chế với cái dạng viên nén bao phim. Cái thuốc Spaticone này nó được chỉ định dùng trong một số các cái trường hợp như là bệnh lý ở não do chấn thương, bệnh não do tổn thương thực thể tại não, hoặc nguyên nhân nó liên quan đến cái yếu tố tâm lý gây rối loạn trí nhớ và chức năng nhận và thức, rối loạn cảm xúc. Bệnh lý mê đảo. Đấy, các cái triệu chứng như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, rung giật nhãn cầu, hội chứng Miller-Rey. Đó là hội chứng gây ra do cái sự ứ dịch bất thường trong tai. Với các cái biểu hiện như chóng mặt, ù tai, giảm thính lực. Dự phòng và điều trị cái chứng đau lửa đầu. Đấy, cải thiện quá trình nhận thức ở trẻ chậm phát triển trí não. Thì cái thuốc Spaticone ấy, nó được chỉ định trong các cái trường hợp đó là người bệnh mẫn cảm với bất kỳ cái thành phần nào của thuốc. Người bị suy thận lặng, đột quỵ do nguyên nhân xuất huyết, loạn chuyển hóa homerin, bệnh Huntington, bệnh nhân suy gan, không dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Về cái liều lượng và cái cách dùng thuốc Spaticone ấy, thì cái thuốc này được dùng bằng đường uống đó, và có thể dùng thuốc trong lúc đói hoặc lo đều được. Đó. Bác sĩ thì thường không kê đơn cho người bệnh dùng thuốc quá 3 tháng nếu không có cái chỉ định cụ thể. Đó. Và cái liều dùng đó là người lớn thì dùng từ 1 đến 2 viên nhân với 3 lần trên ngày, và trong vòng khoảng từ 1 đến 3 tháng. Đó. Trẻ em thì dùng với cái liều từ 1 đến 2 viên nhân 1 đến 2 lần trên ngày. Đối với người bệnh bị suy thận nhẹ, cái mức độ giảm liều dùng hoặc tăng cái khoảng cách giữa các liều. Đó. Về lưu ý đó là cái liều dùng thuốc ấy, thì chúng ta có thể thay đổi tùy theo từng đối tượng và mục đích sử dụng. Đó. Về các cái tác dụng phụ của cái thuốc Spaticone ấy, thì khi sử dụng cái thuốc Spaticone chúng ta có thể gặp các cái tác dụng không mong muốn, đó là ngủ gà, mất ngủ, bồn chồn, dễ kích động, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, đau bụng hay chướng bụng, đó, mệt mỏi.
tác dụng phụ ít gặp đó là giun chi, kích thích tình dục, khô miệng, tăng cân, tăng tiết mồ hôi, phản ứng dị ứng, chóng mặt. Đó. Tác dụng phụ hiếm gặp đó là thần kinh trung ương. Đó. Các cái triệu chứng ngoại tháp như run rật hay gặp ở người cao tuổi thì điều trị dài ngày. Đấy. Phản ứng tăng nhạy cảm với ánh sáng. Đó. Cho nên là khi chúng ta che chắn và bảo vệ da khỏi tác động của tia UV bằng cách che chắn và dùng kem chống nắng đó, cái tim mạch đó là giảm huyết áp nếu mà chúng ta dùng ở liều cao đó. Và chúng ta thông báo cho các bác sĩ nếu chúng ta gặp các cái tác dụng không mong muốn thì chúng ta sử dụng thuốc. Các cái lưu ý khi chúng ta sử dụng cái spaticone này thì trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cần phải đọc kỹ cái hướng dẫn cũng như cái thành phần, và chúng ta không dùng khi mà có cái tiền sử dị ứng với thuốc hay bất kỳ cái thành phần nào trong thuốc. Đó. Khi mà chúng ta dùng lâu dài ở người cao tuổi ấy, thì chúng ta cần thận trọng vì nó có thể xuất hiện các cái triệu chứng ngoại tháp trầm trọng hơn. Đó. Về cái khả năng lái xe cũng như vận hành máy móc do thuốc thì nó có thể gây ra các cái tác dụng phụ đó là ngủ gà, buồn ngủ, nên là chúng ta thận trọng khi lái tàu xe và vận hành máy móc. Người bệnh chúng ta cũng nên chú ý về cái tác dụng này, đặc biệt đó là trong thời gian đầu khi chúng ta mới dùng thuốc. Đó. Về cái tương tác thuốc ấy, thì có cái chất cinnadizine, nó có thể tương tác với rượu, thuốc chống trầm cảm ba vòng thì sử dụng đồng thời cái cinnadizine, nó có thể làm tăng các cái tác dụng an thần của mỗi thuốc trên da trên của chúng ta. Đồng thời thì giữa cái diracetam và cái hormone tuyến giáp ấy nó có thể gây ra cái tình trạng lú lẫn đó, kích thích và rối loạn giấc ngủ đó. Đồng thời thì cái prothrombin ấy nó tăng lên khi dùng đồng thời các cái kháng đông warfarin và cái piracetam đó. Thì đối với cái sản phẩm đối với cái sản phẩm racol này, articol này, đó, nó đặc trị trong các cái bệnh lý ở não do chấn thương, bệnh não do tổn thương thực thể tại não hoặc các cái nguyên nhân liên quan đến cái yếu tố tâm lý gây rối loạn trí nhớ, chức năng nhận thức và rối loạn về cảm xúc đó, bệnh lý mê đạo gây các cái triệu chứng chóng mặt, ù tai, buồn nôn, dự phòng và điều trị cái chứng đau nửa đầu, cải thiện cái quá trình nhận thức cho trẻ chậm phát triển trí não đó. Thì đối với cái sản phẩm Spaticone này thì khi mà các bạn chúng ta được các bác sĩ chỉ định đấy là sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn cũng nên lưu ý chúng ta tìm hiểu các cái tính năng, các cái công dụng, đấy, các cái chỉ định, các cái chống chỉ định để làm sao trong cái quá trình các bạn sử dụng cái thuốc Spaticone này nó không gặp các cái tác dụng phụ, đấy, đặc biệt đó là nó điều trị bệnh đấy, mang lại cái hiệu quả tối đa, đấy, bởi vì nó là thuốc chữa bệnh. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng thuốc nó không đúng cách, nó có thể gây ra các cái tác dụng phụ gây hậu quả rất là nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Thì các bạn chúng ta cũng hết sức là lưu ý sử dụng theo đúng cái hướng dẫn, cái chỉ định của bác sĩ để